con nhỏ này là hả chị em cô cậu ruột, là chỉ có một con nhỏ này là hả dòng họ ruột đây rồi. Ở đây là hàng xóm. Đây là đây công ty đây không có gì nữa. Dòng đó ai cho nè? Quá bò luôn. Bé hả? Bé không? Dạ mẹ khỏe. Tao đi không nổi tao cũng ráng lết nè, tao nghe nói trời ơi. Chết rồi, bỏ lết nè. Quý vị khán giả đi học và xe của nó hả? Có. Chạy xuống nó chạy vô. Xe còn quần áo. Đi bộ đi. Vì này là mẹ của anh Tú bị mù. Đi mày thấy cái đường hẹp nó mày đi xuống không? Mẹ của anh Tú không? Mẹ của chị bị câm chứ. Là mẹ chồng mẹ vợ của anh Tú bị mù, cháu ngoại. Ủa đưa cái ống nó xuống làm gì vậy? Cháu này nè kêu vô cho quà mới chụp hình đó, nó trời hôm nay lớn nó đầu đó con. Nó nhìn nó đâu ra nó cao. Nó cao hơn con. Ba đang nằm dưới cùng. Đâu cục mé này nè chứ chưa có ra tới đâu. Ra đâu cục mé này nè. Bỏ lại. Bạn đi đó ngoài đó hả? Ai nhận nhỉ thời tốt. Mới đi tới một chuyện rồi về đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đồi này. Câu cũng được. Câu cũng ra tới đó. Chứ đâu phải là nó ấy đâu, đâu phải nó không thở liền đâu, nó bối á. Nhiều khi gần gần cái này nó máy gì đụng đất không sao? Đụng chứ. Máy đi đụng mò gì đó. Ra ngoài nha. Nãy em điện anh xuống trước. Nãy em muốn nãy em hai đứa này
trên đây á, thằng Quang đang tắm đó. Em nghe tụi nó vậy xong cái em với khơi lật lật tháo dài ra vai xuống lòi lên lòi xuống được. Bay xuống này. Có bay xuống rồi mà chìm rồi. Xong cái rồi em quảng quá tụi em lấy xe Thành hơn là Thành có để lại chưa có xe trên xe. Chạy. Chạy đi kêu mấy chiếc xe có chiếc xe sao chở được 2 chiếc. Đó nè, nó còn lại nữa. Nó còn lại nó làm còn lại nè. Giờ đi thực hiện nè. Ăn xỉu lên viện rồi. Có nhảy xuống không? Nhảy xuống. Con có nhảy xuống không? Hai thằng nhảy luôn hả? Con với Khôi nhảy xuống đâu ra ngoài lắm không? Khôi biết bơi không? Con với Khôi biết bơi. Là lặn chìm rồi mới nhảy mấy ngày hả? Dạ không, lúc đầu là lúc đầu mà tụi em thấy là còn nước ngứa mặt lên chảy rồi đi chung bốn đứa. Xong cái tụi em bay xuống. Bài xuống cái lôi vô cái nó cái biết nó không bơi. Bài xuống còn nắm được đó không? Dạ được mà lôi vô không được. Ý là nó không biết bơi sao cũng biết đó. Nặng quá quá mà đúng quá mà. Lúc đó em không có thế nữa, nó bó bị trượt chân. Xong cái em sợ quá cái em đi vô luôn. Xong cái em kêu Khôi lên đi kêu mấy chú gần đây cứu. Chạy đi kêu người cứu. Tắm vô trong cái góc cái tắp chạy ra tới nhà ta là xong. Vậy là cứ giữ hiện trường đây không kì? Tắm ngoài rè này thôi thì để cho chú mở tắm xong về luôn cho nhanh. Xong cái tụi nó không chịu, xong cái tụi nó đi ra hai kia biết bơi không? Không, cái hai biết bơi. Hai kia biết bơi. Sao cô biết nó không biết bơi không? Dạ, nãy nó nói tụi em là nó không biết bơi. Thầy có ai lần đầu hay là gì cả? Thầy có đó hả? Dạ, chú lặn. Nó ra đây được nhiều lần không? Không,